thông báo thực hiện kế hoạch của quỹ ban nhân dân tỉnh trà vinh về diễn tập xử lý tình huống cháy và cứu nạn cứu hộ có quy động nhiều lực lượng phương tiện năm 2023 địa điểm bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh đường nguyễn đáng khóm 10 phường 7, thành phố trà vinh thời gian diễn tập hợp luyện lần 1 vào ngày 22 tháng 9, họp luyện lần 2 vào ngày 28 tháng 9, tổng duyệt vào ngày 2 tháng 10 và diễn tập chính thức vào ngày 4 tháng 10. Cuộc diễn tập quy động 500 người ở 7 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, quỹ ban nhân dân thành phố Trà Vinh và 11 đơn vị có liên quan. Riêng công an tỉnh có 14 đơn vị trực thuộc tham gia, quy động 57 xe ô tô các loại và các vật tư, trang thiết bị khác phục vụ diễn tập. Đây là tình huống diễn tập với quy mô cấp tỉnh có quy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia. Mọi hành vi lan truyền thông tin thất thiệt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.